Xin chào tất cả các bạn. Sốc văn hóa là hiện tượng thường thấy khi một cá nhân đột ngột đổi từ môi trường sống này sang một môi trường sống hoàn toàn khác biệt. Hiện tượng này đặc biệt rất hay xảy đến đối với các du học sinh đến từ các nước Đông Á như là Việt Nam và thường gây những ảnh hưởng không tốt đến cho cuộc sống cũng như là việc học tập của mọi sinh viên. Vì thế mà chuyên đề hỏi đáp Dục Mỹ ngày hôm nay, trong vai trò là một chuyên viên tư vấn lâu năm của Du học Tân Đại Dương, thì Lisa sẽ tận tình chia sẻ cho các bạn biết bí quyết làm sao để tránh cú sốc văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ và vượt qua phỏng vấn visa Dục Mỹ các bạn nhé. Xin chào Lisa. Chào CC và các bạn. Thì câu hỏi đầu tiên của chuyên mục hỏi đáp Dục Mỹ hôm nay là của bạn Quỳnh Nga ở quận Tân Bình gửi thư tới chuyên mục hỏi đáp với nội dung như sau. Xin chào chuyên mục. Em đã đậu visa và đang chuẩn bị sang Mỹ để nhập học vào tháng sau. Em rất háo hức với cuộc sống và học tập tại Mỹ. Nhưng em cũng nghe nói là giai đoạn đầu qua Mỹ sẽ là giai đoạn vô cùng khó khăn vì các sinh viên sẽ cảm thấy khó hòa nhập, bị lạc lõng giữa một đất nước xa lạ mà không có ai quen biết để nhờ cậy. Em cũng hơi lo lắng và có xin lời khuyên của các bạn đã đi trước nhưng vẫn không yên tâm lắm. Vậy thì chuyên mục có thể chia sẻ cho em cách làm sao để tránh được cú sốc văn hóa khi du học Mỹ được không ạ? Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn Quỳnh Nga. Câu hỏi của bạn mang tính chất thời sự nên Lisa đã quyết định đưa nó vào chuyên đề làm sao để tránh cú sốc văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ và vượt qua phỏng vấn visa du học Mỹ này. Để trả lời câu hỏi của bạn thì Lisa sẽ dựa trên kinh nghiệm của các bạn học sinh của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương đã đi và chia sẻ lại. Thì Lisa xin tóm tắt câu trả lời lại như sau. Sốc văn hóa là một tác động của việc di chuyển từ một nền văn hóa quen thuộc sang một nền văn hóa khác. Đây là trải nghiệm của những người phải ra nước ngoài làm việc, sinh sống hay học tập. Điều này cũng có thể được người ta trải nghiệm trong một số trường hợp khác, ví dụ như khi đi du lịch ở nước ngoài. Điều này có thể xảy ra với tất cả mọi người, trong đó có du học sinh quốc tế. Sốc đối với du học sinh quốc tế bao gồm sốc vì môi trường mới, sốc vì gặp nhiều người mới và học tập cách thức của một đất nước mới. Ngoài ra còn có hiện tượng sốc vì phải sống xa những người thân, gia đình, bạn bè, thầy cô là những người bạn có thói quen trò chuyện những khi bạn cảm thấy mất tự tin, cần có người chia sẻ, những người hỗ trợ và giúp đỡ bạn. Nếu bạn thấy mệt mỏi thì ngay cả những chuyện vặt vãnh tầm thường cũng làm cho bạn cảm thấy quá sức. Bạn cảm thấy sự tác động của nó lớn hơn nhiều so với tác động thực tế của nó. Sốc văn hóa thường thấy thì nhiều người trải qua các giai đoạn của quá trình này nhiều lần. Có nghĩa là các giai đoạn có thể sẽ bị lặp đi lặp lại. Ví dụ, vào những lúc quan trọng như là các ngày lễ hội hay hội họp gia đình, bạn sẽ cảm thấy khó khăn và cô đơn, lạc lõng. Nhưng những lúc bình thường khác thì bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng quá trình sốc văn hóa hay văn hóa này phản ánh cảm giác của họ và cảm thấy rất hữu ích khi mà thấy rằng có nhiều người cùng cảm nhận giống mình và từ đó sẽ tìm ra cách làm sao để tránh cú sốc văn hóa hiệu quả nhất. Vậy làm sao để tránh cú sốc văn hóa ư? Thì mặc dù sốc văn hóa thông thường là một giai đoạn tạm thời nhưng cũng rất quan trọng vì nhờ đó các bạn có thể tự ngộ ra là làm sao tự giúp mình giảm thiểu đi sự lo lắng. Đừng nghĩ rằng sốc văn hóa sẽ chẳng tác động gì được tới mình đâu. Sốc văn hóa sẽ hạ gục bất kỳ ai, cho dù bạn đến từ bất kỳ môi trường văn hóa nào, cho dù bạn có nhiều kinh nghiệm đến mấy. Cứ đơn giản nghĩ rằng đây là một chuyện bình thường cũng để giúp bạn thoát khỏi sốc văn hóa. Hãy giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình, có nhiều cách như là thư từ, điện tín, điện thoại, email, Facebook v.v. Nhiều nước như Anh, Pháp, Úc v.v. đều có các công ty điện thoại bán thẻ điện thoại giá rẻ cho sinh viên Việt Nam, thì hãy kiểm tra tất cả mọi ưu đãi dành cho sinh viên. Các chương trình truyền hình vệ tinh cũng có ích, hãy xem trường mình có những gì dành cho sinh viên quốc tế. Hãy trang trí quanh bạn những đồ vật có ý nghĩa cá nhân riêng bạn như là ảnh, vật kỷ niệm v.v. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên tìm thức ăn quen thuộc ở các khu vực Việt hay chợ châu Á. Những người bạn sang trước sẽ giúp bạn thì hãy cố gắng ăn uống một cách cân bằng nhất. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vừa là cách để bảo vệ sức khỏe, vừa là cách để gặp gỡ bạn bè. Các bạn hãy kết bạn với các sinh viên quốc tế khác từ Việt Nam hay từ các quốc gia khác vì các bạn ấy sẽ hiểu được tâm trạng của bạn. Nếu có thể thì hãy kết bạn với các bạn sinh viên bản địa để bạn có thể hiểu được văn hóa của nhau. Ngoài ra thì bạn cũng nên sử dụng các dịch vụ của nhà trường nơi bạn đang theo học, nơi có các nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Ví dụ như các dịch vụ y tế, tư vấn, văn phòng sinh viên quốc tế, v.v. Nó sẽ lắng nghe bạn. Nếu ở trong nước, bạn chẳng cần đến những cái đó thì ở nước ngoài thì sử dụng các dịch vụ đó là chuyện bình thường.
Nếu bạn cảm thấy khó sống thì người bảo hộ, hướng dẫn hay phụ trách bạn nên được biết người này sẽ giúp đỡ bạn, đặc biệt là sẽ tư vấn cho bạn cách học tập, tìm cách học tốt nhất cho bạn. Hãy tìm đến các hiệp hội sinh viên, có thể từ đó thì bạn sẽ có cơ hội học được một môn thể thao mới hay tiếp tục các hoạt động, các sở thích mà bạn đã có từ khi ở nhà. Tốt nhất nên tìm ai đó chịu nghe để mình thổ lộ và kể lể. Đừng tách biệt mình ra thế giới bên ngoài. Xác định đi du học cũng có nghĩa là bạn phải xác định sốc văn hóa hoàn toàn bình thường và chuẩn bị tinh thần tự tìm cách làm sao để tránh cú sốc văn hóa của riêng mình. Nhưng theo ý kiến của Lisa thì các bạn sẽ không thể nào tránh được và cũng không phải là không vượt qua được. Trên thực tế, sốc văn hóa có những mặt rất tích cực. Trải qua đó thì bạn sẽ tìm được kinh nghiệm và có ý nghĩa, làm cho bạn có ý thức hơn về văn hóa của chính bạn cũng như là hiểu sâu hơn về văn hóa mới của nước mà bạn đi du học. Điều đó sẽ dạy cho bạn nhiều kỹ năng giá trị mà bạn sẽ cần trong cuộc sống hiện nay, trong tương lai. Đây cũng là những điều học hỏi có ý nghĩa khi chúng ta quyết định lựa chọn con đường đi du học ở nước ngoài, là điều cốt lõi mà Lisa muốn nói với các bạn trong chuyên đề làm sao để tránh cú sốc văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ và vượt qua phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Tiếp tục chuyên mục hôm nay sẽ là câu hỏi của bạn Tấn Tài ở Rạch Giá gửi thư tới chuyên mục với nội dung là: Xin chào các anh chị, em và gia đình đang rất vui mừng vì em mới được cấp visa du học Mỹ, nhưng đồng thời cả nhà em cũng rất lo rằng việc liệu em sẽ thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ hay không, vì em đã quen sống ở gia đình từ bé rồi. Vậy thì anh chị có thể cho em lời khuyên về vấn đề này được hay không? Xin chào bạn Tấn Tài. Thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ là nhân tố cơ bản và thiết yếu để đảm bảo cho tính hiệu quả của chuyến đi du học của bạn. Dù bạn có học không giỏi nhưng không thể tương tác với những người xung quanh để thỏa mãn bản năng giao tiếp hàng ngày của con người thì rất khó có thể thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ. Lý do chính cho việc này vẫn không đâu ngoài việc sốc văn hóa mà Lisa đã trình bày nãy giờ trong chuyên đề làm sao để tránh cú sốc văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ và vượt qua phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Thì Lisa xin trả lời câu hỏi của bạn bằng những ý như sau. Thứ nhất là làm quen môi trường mới. Thì với tân du học sinh, những khó khăn đầu không chỉ là việc phải tự mình xoay sở với cuộc sống xa nhà mà còn ở phương pháp học tập, cách quản lý thời gian, quản lý chi tiêu cũng như sự hiểu biết về văn hóa, phong tục sống của các nước sở tại. Việc đầu tiên mà các bạn phải làm chính là tìm hiểu về trường mà mình sẽ học. Đây là việc chắc chắn phải làm đối với một du học sinh. Bạn sẽ phải tìm hiểu thông tin của trường, kế hoạch học tập, niên khóa, học phí, ký túc xá cũng như là phương tiện đi lại, vân vân. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp người phỏng vấn hoặc gửi email cho ban giám hiệu để hỏi những thông tin cần biết. Họ sẽ không ngần ngại cung cấp địa chỉ liên lạc của những người mà bạn cần như hội trưởng hội sinh viên, phòng đào tạo, quản lý sinh viên. Bạn nên học hỏi những người phương Tây khi đi du lịch. Trước khi đến bất kỳ một quốc gia nào thì họ đều mua những quyển sách nói về con người và văn hóa của đất nước đó để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trước chuyến đi của mình. Chuẩn bị tinh thần từ trước sẽ giúp bạn dễ dàng thành công và hội nhập với cuộc sống ở Mỹ hơn. Một trong những điều mà Lisa rất nhấn mạnh trong chuyên đề hôm nay chính là sinh viên quốc tế có xu hướng hội tụ lại với nhau vì họ đều gặp nhau lần đầu thông qua buổi định hướng dành cho sinh viên quốc tế tại trường. Điều này cũng rất tuyệt. Tuy nhiên bạn cũng nên kết bạn với cả sinh viên Mỹ nữa. Sinh viên Mỹ sẽ dạy cho bạn rất nhiều về văn hóa cũng như giới thiệu cho bạn biết thêm bạn bè của họ. Ngoài ra thì vốn tiếng Anh của bạn cũng sẽ được cải thiện rất là đáng kể khi mà các bạn làm quen với các bạn sinh viên người Mỹ. Các cựu sinh viên của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sau một thời gian học tập ở Mỹ đều chia sẻ rằng các bạn rất thích học tập và làm việc với người Mỹ vì cách sống của họ rất thoải mái và phóng khoáng hơn, giúp các bạn dễ dàng kết bạn và học hỏi văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ hơn. Nhưng các bạn cũng nên lưu ý những quy tắc về sự riêng tư của mỗi người, tránh gây tình trạng hiểu lầm vì khác biệt văn hóa khá nhiều. Thứ ba, về cái phong cách ăn mặc, người phương Đông thường câu nệ chuyện hình thức, ở phương Tây thì có vẻ thoải mái hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cách ăn mặc của sinh viên khi đến trường rất phóng khoáng và tự do. Nếu muốn thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ thì các bạn nên từ từ quan sát, tìm hiểu, mô phỏng và tiếp thu. Nhưng nếu bạn chuẩn bị đến một buổi phỏng vấn cho khóa học hoặc xin việc thì hãy ăn mặc lịch sự nhé. Thứ tư là về thích nghi cuộc sống sinh viên tại Mỹ. Cuộc sống sinh viên ở Mỹ có lẽ khá lạ lẫm đối với một số bạn. Bạn sẽ cảm thấy những bài giảng và phương pháp học tập thoải mái hơn. Những trường đại học ở Mỹ luôn chào đón các sinh viên quốc tế và mỗi trường luôn có một hệ thống hỗ trợ sẵn sàng giúp đỡ cho du học sinh về đời sống cũng như học tập. Sự hỗ trợ là rất cần thiết.
nhất là đối với những bạn bị sốc văn hóa hoặc gặp khó khăn trong việc làm quen với môi trường văn hóa mới. Hãy mạnh dạn trao đổi với các giáo viên cũng như đội ngũ hỗ trợ sinh viên khi bạn cần giúp đỡ để có được những lời khuyên chân thành giúp các bạn thành công và hội nhập được với cuộc sống ở bên Mỹ. Thứ năm là các bạn nên tham gia vào các hoạt động xã hội. Trong chuyên đề này thì Lisa rất muốn nhắc các bạn rằng tham gia vào các hoạt động xã hội không chỉ là cơ hội để bạn làm quen với những điều mới mà còn là nơi giúp bạn học tốt và tự tin hơn. Khi tham gia vào các hoạt động xã hội thì bạn sẽ được cộng điểm và cấp chứng chỉ. Điều này rất cần thiết cho các sinh viên sau khi ra trường và kiếm việc làm. Ngoài ra thì tham gia các câu lạc bộ thể thao và văn nghệ cũng là cách giúp bạn rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình. Muốn thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ, khi vào trường được một thời gian, bạn nên tham gia vào các cái câu lạc bộ học sinh, sinh viên, các hoạt động của trường lớp. Các trường đại học nước ngoài thường có các trang web về câu lạc bộ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại đó. Thì vì vậy bạn hãy tìm thông tin trên mạng để kết bạn và làm quen với những anh chị khóa trên đồng hương. Nếu may mắn thì bạn cũng có thể gặp được những người học cùng ngành. Như vậy thì việc học tập cũng như nơi ở sẽ trở nên dễ dàng hơn, thì bạn sẽ hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống mới nơi đây. Sốc văn hóa là chuyện hết sức bình thường. Điều quan trọng là hãy sáng suốt tìm đến những trợ giúp của hệ thống hỗ trợ sinh viên để nhanh chóng điều chỉnh và bắt sóng được với cuộc sống ở Mỹ. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm đến lời khuyên hoặc tâm sự với các bạn tư vấn viên ở công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp các bạn đậu phỏng vấn xin visa du học Mỹ, và với kinh nghiệm làm việc lâu năm như vậy, nhất định các tư vấn viên sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất để thành công và hội nhập được với môi trường bên Mỹ. Vâng, và để kết thúc chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ ngày hôm nay là câu hỏi của bạn Hoàng Lan ở Quảng Ngãi gửi thư tới chuyên mục như sau. Xin chào chuyên mục, em vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong và cũng nhờ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương hoàn thành hồ sơ du học Mỹ và chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Khả năng học tập cũng như giao tiếp của em khá tốt nên chắc chắn em sẽ dễ dàng thành công và hòa nhập được cuộc sống ở Mỹ. Nhưng trước hết, em vẫn phải vượt qua phỏng vấn xin visa du học Mỹ trước. Tuy đã chuẩn bị kỹ, nhưng em vẫn hơi lo lắng. Vậy thì anh chị có thể cho em biết một số bí quyết để thành công phỏng vấn xin visa du học Mỹ dễ dàng nhất được hay không? Vượt qua phỏng vấn xin visa du học Mỹ là cửa ải cuối cùng quyết định tấm vé đi du học. Vì vậy các bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng về quy trình phỏng vấn xin visa du học. Câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Mỹ thường gặp và kinh nghiệm phỏng vấn xin visa tỷ lệ đậu cao nhất. Thì nếu có thể các bạn hãy tìm tới địa chỉ của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để nhờ sự giúp đỡ trong quá trình này. Trên thực tế thì công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ bao hàm hết tất cả các quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xin thư mời nhập học, luyện phỏng vấn, và công ty sẽ giúp đỡ cho bạn đến khi bạn vượt qua phỏng vấn xin visa du học Mỹ và ngay cả khi bạn đã đến và học tập tại Mỹ nữa. Để có một buổi phỏng vấn tốt nhất thì bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về học tập và tài chính. Bạn cần chú ý tập phỏng vấn kỹ lưỡng, hình dung ra cách người ta hỏi bạn như thế nào và bạn trả lời ra sao cho thuyết phục nhất, chứng minh được bạn không có ý định nào khác ngoài mục đích đi du học thực sự và sau khi tốt nghiệp thì sẽ quay về Việt Nam. Thứ hai thì các bạn nên nói giọng dạc và nhìn thẳng vào người đối diện. Gương mặt nên thể hiện sự vui vẻ, gần gũi, không căng thẳng quá, trang phục thì lịch sự, chỉnh tề. Thứ ba thì bạn cần phải hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, bạn cần nắm vững đề tài và kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam. Câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ sẽ thường bao gồm các câu hỏi liên quan đến như là câu hỏi về thông tin cá nhân, gia đình, kết quả học tập ở Việt Nam, kế hoạch học tập ở bên Mỹ, câu hỏi về chứng minh tài chính, câu hỏi về sự thể hiện nhạy bén trong phản ứng và ý định có quay về Việt Nam hay không. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên lưu ý một điều rằng là hãy thành thật nếu muốn vượt qua buổi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Nếu hồ sơ của bạn chính xác, chân thành mà bị rớt thì vẫn còn khả năng xin phỏng vấn lại lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng nếu bạn gian dối thì dù vô tình hay cố ý thì cánh cửa đi Mỹ sẽ có thể bị đóng lại vĩnh viễn. Không có bất cứ công ty du học nào có thể cam kết giúp bạn vượt qua phỏng vấn xin visa Mỹ 100% cho bạn. Thì nếu có thì các bạn cũng đừng có vội tin. Bạn có thể nhận được visa hay không đó là do hai yếu tố quyết định. Thứ nhất là hồ sơ của bạn và thứ hai là sự thể hiện của bạn tại lãnh sự quán như thế nào sao cho thật tốt và thuyết phục. Xin cảm ơn Lisa rất nhiều.
đã chia sẻ cho các bạn biết về chuyên đề là làm sao để tránh cú sốc văn hóa, thành công và hội nhập được cuộc sống ở Mỹ và vượt qua phỏng vấn xin visa dùng Mỹ, thì các bạn cũng như là các bậc phụ huynh có thể đến trực tiếp công ty tư vấn Dục Tân Đại Dương để có cơ hội được giới thiệu phong cách làm việc khác biệt và chuyên nghiệp đã làm nên thương hiệu và giữ uy tín cho du học Tân Đại Dương khi làm việc với công ty tư vấn Dục Tân Đại Dương các bạn nhé. Tại đây thì các bạn không những được các tư vấn viên hỗ trợ trong mọi công đoạn giấy tờ, thủ tục để các bạn có thể hoàn toàn tập trung vào khóa học phỏng vấn của Du học Tân Đại Dương, mà còn được trải nghiệm một dịch vụ từ tư vấn viên tới cả giám đốc sẽ dành cho các bạn sự quan tâm đặc biệt nhất. Địa chỉ của Tân Đại Dương đó chính là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định Quận Nhất. Số điện thoại của chúng tôi đó chính là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.